Nhiều người thì có một, không phải nhiều người mà chỉ có một số bạn hiểu hơi quá đáng. Nhưng nói chung là một số người hay thắc mắc là tại sao mình setting mà trong video mình đẹp. Thực sự thì video của mình đéo đẹp đâu, nói thật đấy, mình quay bằng chương trình Flash, cái chương trình đấy thì công nhận nó lưu trữ đẹp thật. Nhưng mà đẹp mẹ nó nặng vách cả lồn, đi cửa nó phải hàng trăm GB. Thế ra là khi mình đã convert video sang cái định dạng nhẹ hơn để mình tống lên YouTube ấy, nó đã làm xấu đồ họa đi rất là nhiều. Nói thật đấy, nếu mà mình giữ nguyên này mình up này thì mẹ chỉ cần một cái video khoảng tầm 5 phút đã bao mấy ghi rồi cơ. Nhiều mẹ những cái video khoảng tầm 30 phút của mình nó lại khoảng mấy trăm ghi rồi, 100-200 GB rồi. Rồi thành ra là nó cũng không khắc họa được rõ cái đồ họa, ngay cả hiện giờ các bạn đang nhìn này đồ họa cũng sẽ đéo rõ giống như trên máy của mình. Nhưng mà đây mình sẽ nói những cái phần setting trong game của mình. Đây là những cái để nói chung những cái setting của mình nhé, mình không dùng auto, nói chung mình chơi mình không thích dùng các chương trình liên quan đến auto gì cả. Thì bây giờ mình chỉ nói đến những cái setting trong game của mình, như là về đồ họa rồi theo kiểu về nút niếc rồi về theo kiểu setting nút này kia bla 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 thôi. Và như các bạn thấy là đéo hiểu sao đang giật đùng đùng đây, cái này là chắc là do tôi đang bật chương trình convert ở ngoài anh giật đùng 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 đây. Ôi bây giờ vào vấn đề chính, vấn đề chính thì đất chết là chúng ta hãy phần đây, như các bạn thấy nó vẫn đang giật nhá, các bạn thông cảm đi. Vào phần setting, vào phần setting này thì các bạn biết là trong phần này thì chúng ta thường thường chỉ hay dùng chỉnh ba cái này là ba cái tốc độ chuột, cái này là tốc độ chuột bình thường, cái này là tốc độ chuột khi ngắm, và cái này là tốc độ chuột chuột khi ngắm ống ngắm, như theo kiểu ống ngắm của sniper ạ. Và chúng ta nên chỉnh luôn cả ba cái dòng bên dưới này nữa, ba cái dòng này, ba cái dòng này tóm lại là một, ba cái dòng này là dòng ba cái dòng này cũng tương tự như thế đối với Wing, có ba cái dòng cuối này là của tay điều khiển rồi nha, không cần quan tâm. Nói chung là chúng ta nên chỉnh ba dòng đầu tiên của hai ba cái bên trên và ba cái bên dưới. Bên cạnh đó thì chúng ta nên vào phần cái đầu tiên cài đặt nút, và cái đặt nút này các bạn hãy ấn vào cái phần Quick Melee và Melee Attack như nếu mà theo các bạn thích, sau đó các bạn ấn vào nó, sau đó các bạn hãy set lăn chuột lên hoặc lăn chuột xuống. Thành ra những cái lúc mà đánh melee quá nhanh mà chúng ta không spam nổi E và các bạn không muốn hỏng nút E, hoặc là các bạn theo kiểu thấy thừa nút chuột giữa, các bạn hãy set vào đây. Khi đánh melee các bạn chỉ được đẩy 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 lăn chuột lên, hoặc là đẩy 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 lăn chuột xuống, các bạn cũng đẩy đẩy giống như ở đây đúng không. Nhưng mà nói chung là mình thấy tiện, nhiều lúc nhá melee nhanh quá hoặc nhiều lúc mình spam E mỏi tay quá mình sẽ dùng bớt này, nói chung là nó sẽ san sẻ gánh nặng cho cái nút số E, và mình dùng cái này mình quen là mình thấy lợi hơn rất là nhiều. Chung chỉ có mỗi cái thế thôi. Bên dưới cạnh đó là khi các bạn kéo dưới nó sẽ có nút phần hotkey, gear hotkey, nó chính là cái vòng tròn kia ở các bạn set nhé, hotkey 1, 2, 3, 4, 5, 6, các bạn set, thích set nút nào set. Thì khi các bạn ấy nhá, thì khi các bạn giữ nút Q ấy, nó sẽ, đây là khi các bạn trong game này, trong đây, khi các bạn giữ nút Q này thì F1 sẽ tương đương ô đầu tiên, à quên, hotkey 1 chính là ô đầu tiên, rồi cứ thế 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vì thế các bạn set chẳng hạn như các bạn set đây là mình set vào nút F1 chẳng hạn, thì khi nào mình cần energy mình chỉ cần trong đây, không phải trong map mình đều ấn được, nhưng khi nào các bạn cần chỉ cần ấn F1 là spam kia thôi. Đấy tóm lại như thế. Nhiều người hỏi cái nút đấy set ở đâu. Bên cạnh đấy là phần cài đặt nút, xong phần đấy thì sang gameplay. Gameplay thì đây là đoạn đổi region. Game này thực ra là một server thôi, cái phần region này thực ra nó đéo liên quan mẹ gì đến binh của các bạn cả. Không phải là tôi set ở North America, bạn set ở Oceania, có nghĩa là bạn với tôi chơi sẽ bị lag. Đéo liên quan mẹ đâu, tại vì cái này chỉ là cái thông số khi nó gửi đến cái máy chủ của region đấy, kiểu của DE thôi, chứ thực ra thì nó do người host chơi, khi đã vào map là do người chơi host. Thành ra nhé, giả sử khi vào map nhé là tôi host, lúc đấy mạng của bạn liên quan đến mạng của tôi cơ, mạng của bạn nối đến tôi cơ, chứ mạng của bạn đéo nối đến cái phần region này đâu. Thành ra là lag hay không lag do người chơi ấy, đéo liên quan mẹ gì đến cái phần setting region này. Mục đích của cái setting region này chỉ là chúng ta đổi những cái kênh để chúng ta buôn bán mà chat chip với bọn nước ngoài mà thôi. Khi đổi cái region này thì những cái người ở kênh chat cũng sẽ khác, và đây là bọn buôn bán ở kênh chat cũng sẽ khác. Hiểu không? Cái phần này thì nói chung là chỉnh binh, ai mà không muốn gặp bọn binh cao quá hãy chỉnh phần này. Mình khuyên thì không, tại vì game này thường thường là rất là magic. Có nhiều lúc nhiều thằng binh 200, 300 nhưng nó chơi rất là mượt, nó nói với mình chơi mượt, nhiều khi mình cũng rơi vào tình huống đấy mình chơi rất là mượt. Nhưng nhiều thằng binh 30 mà lag tung đít, nói chung là cái vùng này không nên thay đổi thế. Trong nhiều trường hợp các bạn thích farm điểm PVP mà các bạn đéo roi được phòng nhau, thì khi farm PVP là mời vào nhau nó hay cùng team không, nghe chúng ta phải roi random nhiều khi đéo thích phòng nhau, thì các bạn nên set cái này lên mức unlimited, tại vì đây đến mức no limit. Vì khi set lên mức no limit như thế này thì theo kiểu nhiều lúc các bạn chênh lệch binh cao quá nó không cho các bạn vào cùng phòng nhau đúng không. Nói chung là cái này chỉ có những cái người nào farm điểm PVP thì mới hiểu thôi, farm cái convert thì mới hiểu thôi. Nói chung là nên khi farm convert nên set thằng no limit. Phần khác thì kệ mẹ đi, nói chung những cái khác thì kệ mẹ, chỉ cần quan tâm đến cái dòng region với cả dòng binh thôi. Sang phần tiếp theo là chat. Phần chat này nó thật là các bạn nên tắt cái bro
cái profanity filter ấy đi. Tại vì cái này thì mẹ nó làm ẩn những cái trừ từ bậy bạ của mình đi ấy, nhưng mà mình đéo thích thế, nó phải hiện ra nó mới thú tính ấy. Mẹ ẩn đi không đéo. Tiếp đến là nó cái này lúc đầu bật nên mình nên tắt đi. Và tiếp đến là còn một cái nữa, đó là cái đây, cái này cũng auto bật, cái này là inline private chat. Tóm lại có nghĩa là khi các bạn đang để ở bất cứ ô cửa sổ nào thì các bạn đều thấy người ta chat riêng, chẳng hạn như có một người A ở đây, một người B ở đây, một người C ở đây, thì tất cả những người đấy khi chat nó đều hiện lên cùng một cửa sổ, nó chỉ khác mỗi tên thôi, thành ra rất dễ gây lộn. Chẳng hạn như bây giờ tôi chat riêng với ông này, ông Optimus này, hoặc chat riêng với cả Trường Lê chẳng hạn, đây Trường Ly. Thì tóm lại là khi họ chat, nhiều lúc tôi đang chat với ông Optimus này thì ông Trường Ly BM một cái thì cái dòng chat của ông Trường Ly cũng chui mẹ vào đây, nhiều lúc là mình lẫn lộn đúng không. Thành ra là khi mình tắt cái này đi thì nó sẽ trở về cơ chế chat cũ của game cách đây vài cách đây một thời gian, đó là chat ô nào thì ở nguyên ô đấy thôi. Ai có ai chat ấy, có ai reply thì nó chỉ nhấp nháy tên người đấy thôi, chứ nó không nhảy dòng chat của người đấy sang các cửa sổ khác được không, nó tránh loạn. Vì thế mình khuyên là nên tắt cái này đi. Bên cạnh đó thì đây cái phần này chỉnh màu của cái độ kiểu của mấy cái hình này. Đó, chỉnh màu ở đây, công chữ thì mình nghĩ là nên đẩy đang lang, vì game game này chat thì game khá là nhỏ nên đẩy đang lang thế thôi. Tiếp theo đến phần interface. Phần interface thì mình các bạn có thể vào đây để chỉnh phần UI của mình. Đây, chỉnh những cái này đây, bla 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 đây, tóm lại là chỉnh, nói chung cái này tùy các bạn. Và sau đấy thì đến cái phần này thì mình khuyên là nên để ở mức legacy. Cái giao diện này chính là những cái giao diện khi các bạn dùng chữ trong game, nó lúc đầu nó để mặc định của bạn là full, nhưng mình khuyên là nên để ra legacy. Để full nó khá là to, để legacy ấy, legacy là nó để lại cho các bạn cái cơ chế mặc của game ngày trước. Tóm lại nó không phải đưa bạn về thời đồ đá đâu, nó chỉ là để cái kích cỡ của game ngày trước thôi. Đối với mình thì cái legacy này nhìn nó hợp mắt hơn, nên là mình nghĩ là nên chuyển sang legacy. Những cái như là bảng hack thì chúng ta đi hack spy, hoặc là khi hack cửa, hoặc là những cái giao diện nút trong game ấy, nó cũng sẽ vừa mắt hơn. Ngoài cái này đưa về, ngoài khi đưa cái này về legacy nhá, thì nói chung là nên bật cái mask of death. Khi chó mèo của bạn ấy nó chết ấy, nhiều khi mình trong đám loạn xạ mình nhìn mãi không ra, nhưng nếu bật mask of death này thì trên đầu con quái luôn luôn có một cái dấu màu xanh rất dễ để nhìn ra. Và nếu mà ai muốn hiện FPS thì nên bật thêm cái hình này nữa. Nói chung là hai cái này. Bên cạnh đấy tiếp tục nào sang display. Display thì tùy người thích để full window hay là full screen hay là border full screen, nói chung là tùy các bạn, mình không ảnh hưởng đến vấn đề đấy. Tiếp đến thì cái phần vscene thì mình nghĩ là nên off. Ai mà muốn sướng thì nên off. Còn nếu tùy có người nào mà cạc đồ họa cao thì bật vscene lên tốt hơn, hiểu không? Nhưng cạc đồ họa cùi không thì nên để nó off. Đừng để default nhé, đừng để auto nhé. Một là off, hai là on. Máy xịn thì nên để on, và máy dở hoặc là máy vừa phải nên là off. Nếu mà để vscene thì sẽ không chỉnh được cái phần FPS. Còn nếu mà off nó đi ấy, thì các bạn có thể set FPS. Mình có thể set FPS, mình có thể để unlimited để thử xem. Khi mình để no limit như này thì mình sẽ biết được FPS tối đa trong game mình có thể gánh được là bao nhiêu chẳng hạn. Hoặc là mình có thể biết là khung cảnh đấy mình có thể đạt được bao nhiêu FPS. Về phần những cái phần này không nên chỉnh gì cả. Ai muốn mà theo kiểu có góc nhìn rộng hơn ấy, theo kiểu mình có thể chỉnh phần này, mặc định là 65, nhưng ai thích có thể đẩy mắc vạch này lên để khiến cho mình nhìn toàn cảnh xung quanh thấy dễ dàng hơn. Nhưng mà mình không thích, tại vì khi đẩy như này nhá, nó sẽ khiến cho toàn bộ góc nhìn bị bẻ cong, nó sẽ khiến cho mọi thứ nó hơi nhỏ đại ở phía xa. Nói chung là nó sẽ thu hẹp góc nhìn lại, giống như các bạn chơi con tổ trai Go ấy. Vì thế mình không thích đẩy, còn ai thích thì cứ đẩy lên. Cái này nói chung là những cái option này thì chơi mình đẩy hết hai chơi nó vui, nhưng không phải cái gì cũng hay. Tóm lại là đẩy hết những cái này lên nhá. Cái ô này này, cái đô này nên để disable. Cái ô này mục đích của nó là dành cho những cái máy nào yếu ấy, có khả năng tự cài đặt cái phạm vi của cái dynamic, hiểu không? Nhưng mình không cần, máy bình thường thì không cần. Mà mình nghĩ là các bạn cũng không cần chỉnh cái này đâu, tại vì nó khi chỉnh cái này nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến, dù là máy cùi ấy, máy cùi chỉnh cái này nhiều nó cũng kéo ảnh hưởng gì cả. Thành ra là kệ mẹ đi. Tốt nhất là không nên đụng đến cao hay cùi, kệ mẹ ở đấy. Về phần này thì các bạn có thể setting 22, máy mình đang dùng card RTX 960 bình thường thôi, nhưng mà riêng cái dòng GPU particle này thì các bạn nên đẩy nó lên từ disable nhá, lao nhá, mấy đùm nên đẩy nó lên hẳn Lady Crush. Nói chung là để ở cái mức cuối cùng này thì nó sẽ rất là rõ hiệu ứng. Nó đẩy hết hiệu ứng lên, chẳng hạn như hiệu ứng khi các bạn bắn một chùm shotgun vào tường. Thì khi các bạn để ở chế độ normal và chế độ 2 ấy, khi các bạn bắn một chùm shotgun vào tường, chẳng hạn cái chùm đấy có 20 mẩu viên đạn, 20 mẩu đạn nhá, thì nó chỉ khi bắn vào tường nó chỉ là tạo thành cái đốm lửa ấy, chỉ tạo đốm lửa của vài mẩu mà thôi. Nhưng khi các bạn đẩy lên mức max là recurse này thì các bạn bắn 20 mẩu đạn, thì cả 20 mẩu đạn ấy đã đều tạo thành các đốm lửa.
nói chung là nó rõ ràng hơn, và các cái kỹ năng liên quan đến trong Warframe kiểu súng ống các thứ nó cũng sẽ bắt mắt và kiểu sặc sỡ hơn. Tất nhiên nó sẽ hấp dẫn thị giác các bạn nhé, nói thẳng ra nó sẽ hấp dẫn thị giác các bạn, nhưng mà chơi Warframe thì chúng ta chơi Magic, và đã chơi Warframe là chúng ta chơi một thứ đó Miracle anh em, mẹ cứ mắc lên đã phải xoắn. Về cái này thì do game bây giờ nó kiểu nó làm nét theo tầm nhìn, kiểu mình để nó cao thì tầm nhìn nó sẽ nét, nhưng mà kiểu game bây giờ ấy, kiểu game bây giờ và cơ chế đồ cạc đồ họa bây giờ nó ảnh nó giúp support này rất là nhiều, thành ra là máy nó cùi thì mình nghĩ là nên để off, rất nhiều nó sẽ để off nó sẽ rất là nhòe, nhưng mà máy nào bình thường nên để nhân 4, còn ai mà kiểu máy chỉ cần trên bình thường, không cần phải quá bờ, không cần phải quá xịn, chỉ cần trên mức bình thường một tí là có thể nhân 16. Về phần này này thì đừng có bật nó lên, khi các bạn bật cái này lên nó sẽ xung đột với cả cái khử răng cưa. Hai cái cơ chế này đều là một cơ chế dạng liên quan đến khử răng cưa. Cái này thực ra không hẳn là khử răng cưa đâu, nhưng mà ý là nó sẽ xung đột cái bên dưới. Nếu mà các bạn để default ấy, hoặc là để off ấy, thì là ổn, nhưng nếu mà các bạn bật lên on ấy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cơ chế bên dưới ấy. Tốt nhất là cứ để default thôi. Cái khử răng cưa này thì máy bình thường, máy yếu thì cứ disable đi, tại vì cái khử răng cưa sẽ rất là nặng. Còn không thì cứ để, ai mà khỏe hơn thì có thể đẩy dần lên tối đa lên cái mức này. Khi đẩy lên mức cuối cùng ở mức 2 này, các bạn sẽ nó sẽ xuất hiện cái dòng bên dưới, chính là cái dòng làm độ làm sắc bén, độ làm nét ấy. Có nghĩa là các bạn nên đẩy cái này lên 100% thì nó sẽ làm nét hình ảnh hết cỡ có thể của nó. Tóm lại nên để ai mà máy trâu bò nên để cái này và kéo 100%. Bên cạnh đó thì còn những cái dòng bên dưới này nữa thì mình nghĩ là cái dòng này này, Mountain Blue nên tắt. Cái dòng này này nó chính là cái làm mờ chuyển động khi các bạn chạy nhanh hoặc là các bạn xoay màn hình nhanh. Thực sự thì mình cứ rất là ghét cái này trong tất cả mọi game luôn, đéo nó vô phim. Khi các bạn di chuyển màn hình ấy hoặc cái thứ nó cứ nhòe 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 khó chịu vách cả lồn, nói chung là đéo hiểu sao game nào cũng có cái đấy, nhưng mặc dù mình game đéo nó cũng ghét. Nói chung là nên tắt cái này đi. Các cái thứ khác nên bật lên để lấy hiệu ứng. Về phần bloom, cái bloom này ấy, nó chính là những cái thứ độ sáng kiểu của hiệu ứng ấy, chẳng hạn như là khi các bạn đeo một cái áo choàng ấy có một vạch energy tỏa ra energy. Nếu các bạn tắt cái bloom đi này thì cái energy đấy nó đéo phát sáng nữa, nó chỉ là màu thôi. Nói chung là cái này cũng là một thể loại hấp dẫn thị giác các bạn, nhưng mà mình nghĩ không nên tắt đi, chơi hết để chơi đồng. Giống như là các bạn đeo cái Misa Bright, cái áo choàng Misa Bright là nó có kiểu nó lấp lánh đúng không, kiểu energy tỏa thế không, nhưng nếu mà các bạn ấn tắt cái bloom đi ấy, thì các bạn thấy cái energy ấy chỉ là một màu ấy. Chẳng hạn như tôi để màu cam ấy, nếu mà để bình thường bật bloom ấy thì màu cam sẽ tỏa ra cái ánh sáng cam kiểu loang lổ, kiểu ánh sáng cam kiểu thành cái khu vực xung quanh được ảnh hưởng bởi ánh sáng cam đấy. Nhưng nếu mà các bạn tắt mẹ bloom ấy thì cái energy đấy chỉ giống như một màu cam nhạc khách, giống màu cam của China, màu cam hoặc vàng mã thôi. Thế tóm lại không nên tắt mà cũng không nên đẩy cái bloom này lên. Cái mức bloom này là chỉnh độ bloom, nói chung là các bạn cứ để mức cơ bản là vừa phải. Các bạn mà đẩy lên quá cao nhé thì địt mẹ đến khi mà các bạn gặp những cái gì liên quan hiệu ứng ấy, chẳng hạn như là một quả bóng phát sáng ấy, thì thay vì quả bóng đấy bình thường sẽ là phát sáng và nó hơi tỏa ra ánh sáng kiểu mờ mờ xung quanh nó. Còn khi kiểu độ chói của nó, độ chói ánh sáng của nó chỉ mức vừa phải. Còn nếu mà các bạn đẩy mắc cái mẹ này lên ấy, khi nó ném thì nó sáng sáng chẳng hạn như bóng đèn chẳng hạn, thì địt mẹ khi các bạn cái bóng đèn này sẽ sáng lóa đến cái độ mà nó lóa đến cái độ mà địt mẹ bạn đéo nhìn thấy những cái gì cạnh cái bóng đèn đấy, hiểu không? Chẳng hạn như cái bóng đèn nằm ở cạnh cái lọ ấy, nó lóa đến cái độ mà địt mẹ bạn đéo nhìn thấy cái lọ luôn. Thôi kệ, hành ra đừng nên đẩy nó lên mà cũng không nên cần thiết phải giảm nó đi. Những cái này nên bật. Còn riêng cái phần này này, cái phần này có nghĩa là khi các bạn bật lên ấy, khi melee các bạn đeo sau lưng hoặc khi các bạn dùng melee ấy, sẽ có một cái vệt chạy theo melee. Thực ra thì cái này nó là khi ngày trước game ấy nó có một cái bung, có nghĩa là khi chúng ta channel melee ấy, có nghĩa là khi chúng ta bơm energy vào thanh kiếm ấy thì có phải nó kéo theo một vệt năng lượng đúng không? Ngày trước là bị cái bung, có nghĩa là khi chúng ta cất kiếm đi rồi ấy, hoặc là chúng ta không còn channel nữa ấy, thì luôn luôn có cái vạch energy ấy đi theo. Nhưng mà sau đó thì một số người thích cái đấy và người DE cũng thấy hay, người DE cũng để chức năng này. Hay là khi các bạn bật cái chức năng này lên thì lúc nào thanh kiếm của bạn cũng sẽ lướt thướt có một cái vạch energy chạy theo. Nó không phải energy phát sáng của ông, nó chỉ là một cái vạch energy màu thôi. Chẳng hạn như các bạn để kiếm màu đỏ ấy, thì không phải hẳn là một cái vạch đỏ phát sáng lung linh, mà chỉ là một cái vạch đỏ mờ mờ đi theo cái melee của bạn thôi. Tóm lại là mình không thích cái này vì nó rất là rối mắt, thì mình tắt nó đi. Chứ các bạn ai thích có thể bật lên. Đấy, thế thôi. Còn sang phần audio của game thì các bạn biết rồi. Nói chung là các bạn chỉ cần tăng hết cỡ cái vạch voice lên này để chat voice với nhau. Chat voice game này giữ nút thì mẹ giữ nút đéo nào nhỉ? Giữ nút C hay nút Z gì đấy, tại vì đợt này mình chơi với mấy game khác thì mình cứ loạn nút. Nói chung là các bạn phải giữ nhá, giữ nút đấy để nói, giữ nút C Z gì đấy để nói, chắc là C. Giữ nút C để nói xong thì thả C ra. Nói chung đẩy cái mic mắc cái này lên này, đẩy mắc cái này nó không ảnh hưởng gì đến cái bạn nói cả. Đẩy mắc cái này lên ấy, nó chỉ giúp cho khi người khác nói bạn nghe nó sẽ rõ ràng hơn thôi. Và giảm volume của game đi nghe nó dễ. Đấy, chung chỉ cần đẩy cái này thôi, còn lại cái này thì vẫn test. Đi mẹ phản lại đi. Thôi, thì mẹ nó nghe thật là thấm. Còn thế thôi, nói chung là đấy là setting của mình.
kiểu mọi người sẽ có những setting khác nhưng mà mình thích setting như thế, hiểu không? Thế nhá, bye bye.